Okay.
dịu hơn. Cắt nè, nó cắt bỏ đây luôn. Ừ. Nhà đi hết, mọi người mỗi nơi hết, lên gác lên đồ, lầu lồ là tao dưới này tao mở mạng đâu coi tào lao. Coi gia đình người Việt á. Hai chục đi. Hay hả? Sáu à. Nó lộn mà đưa tiền nó to nữa. Thank you.
ướp. Tại vì con biết sao, cái bánh ướt là mình tráng khác, còn cái bánh đập là mình tráng khác. Đó. Quẹt hồi con mất cái đuốc của cà đây. Ăn gì? Ăn gì đó? Quẹt hồi thử lên Việt Nam thôi. Bên đó hả? À. Hàn Quốc là sao?